Chào anh em đã quay lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em cách lùm số diều. Thì trước tiên anh em sẽ chuẩn bị cho mình một cái lon bia, tiếp theo là một cái lửa vô, một cái kéo và hơi cái hũ. Mình đây là mình lấy hơi cái hũ trang à. Mình thường ăn thạch đó, thạch dừa, thạch rau cao thì mình sẽ lấy hơi thạch này. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu luôn. Bây giờ trước tiên thì mình sẽ cắt hơi phần đào và phần đuôi nó như thế này. Giờ mình sẽ bắt đầu cắt như thế này. Sẽ chỉnh sửa thêm cho nó tròn nó đẹp hơn nha. Kế tiếp theo là mình sẽ cắt cái này. Giờ mình sẽ cắt xuống. Cắt lại như thế này, rồi như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái nắp thạch, đó. Mình sẽ làm hai bên. Rồi, mình sẽ được như thế này. Sau đó mình sẽ lấy cái nắp lấy hơi, gió phần này lại. Rồi giờ mình sẽ được như thế này. Sau đó các bạn sẽ lấy một tờ giấy, bạn sẽ cuộn tròn như thế này nè. Mình sẽ cắt. Mình sẽ cắt vừa với cái lũa nắp nha anh em. Sau đó mình sẽ lấy kẹ mình chích những cái đoạn này lại cho nó chẹt. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình kéo lại theo cái nắp này. Rồi thì một bay này nó đã được như thế này rồi anh em. Giờ mình sẽ tiếp tục lùm bay này tương tự. Rồi
con diều số. Ok, thì mình đã hoàn thành sang số diều. Và nếu các bạn thấy video hay thì hãy like, share, chia sẻ và subscribe giúp kênh mình phát triển hơn nữa, và mình có thêm động lực làm thêm nhiều video hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.